Welcome everyone to English with Vân Lan's Tour, and I'm Quỳnh Anh, host of the Miss World, a series of English learning through majors at Vân Lan University. And now, we will come to today's major. Let's get started! In today's episode, we will learn more about a major that is one of the majors in the field of economics, commerce. That is the finance and banking major under the faculty of finance banking. So right now, let's meet today's guests to learn more about the knowledge and vocabulary related to the field of finance and banking. Hello, Ms. Kanyi. Thank you for agreeing to join Miss World with me today. And before we begin, could you introduce yourself in English to me and all the audience? Hello, Quỳnh Anh and our viewers. I'm Khánh Nhi, a junior majoring in finance and banking at Vân Lan University. I'm very happy to be invited to join Miss World, where I can share vocabulary related to my field of study. Tài chính ngân hàng là một cái ngành học không còn quá xa lạ với chúng ta nữa, bởi vì tiền tệ luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Vậy thì một trong những cái lý do mà chị chọn học ngành này theo em đoán là bởi vì chị muốn làm việc với tiền đúng không ạ? Đúng rồi á em, nhắc tới tài chính ngân hàng thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến những con số và tiền tệ. Cũng chính vì lý do đó mà chị đã quyết định học chuyên ngành này, bởi vì chị yêu thích công việc tính toán những con số và tiền bạc. Mà em thấy là học ngành học này thì cần phải có cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng, tư duy logic cũng như là cái khả năng giao tiếp tốt. Và cái cơ hội việc làm ở ngành này thì cũng rất là nhiều. Vậy thì không biết là sau khi ra trường thì chị dự định là mình sẽ làm gì ở lĩnh vực này vậy ha? Thật ra là từ khi còn nhỏ, chị đã có định hướng và ước mơ sẽ trở thành một chuyên viên ngân hàng, là một banker. Bởi vì chị yêu thích cách ăn mặc chỉnh chu ở đó và sự làm việc cẩn trọng của các anh chị ở đó nữa. Cho nên là chị mong muốn sau này mình sẽ được làm việc trong một môi trường như thế. À, em cũng rất là hay ra ngân hàng để mà gửi tài khoản tiết kiệm, saving account. Và đúng là các anh chị tư vấn viên ở đó thì vô cùng là nhiệt tình khi mà hỗ trợ khách hàng. Vì thì đó có phải là công việc của một chuyên viên ngân hàng không chị ha? Đúng rồi đó, đó cũng là một công việc mà chị đang hướng đến nữa. Đó sẽ là người trực tiếp giao tiếp với khách hàng, tương tác hỗ trợ họ để mở tài khoản tiết kiệm nè. Tài khoản cá nhân là personal account và sao kê tài khoản là account statement. Và còn rút tiền giúp họ nữa đó. Nhưng chị có một câu đố nhỏ muốn đố Quỳnh Anh nè. Đố em biết máy rút tiền tiếng Anh là gì? Cái này thì có lẽ là em biết. Máy rút tiền trong tiếng Anh đó là cash dispenser đúng không chị ha? Đúng rồi đó. Và em có thêm một câu hỏi nữa là khi mà chị theo học ngành này tại trường học Văn Lang thì không biết là chị đã học được những kiến thức như thế nào vậy ha? Thật sự khi chọn học chuyên ngành này tại trường đại học Văn Lang là một quyết định đúng đắn nhất của chị, bởi vì chị học được rất nhiều kiến thức bổ ích cho công việc của mình sau này nè, và thầy cô cũng vô cùng tâm huyết hướng dẫn chị, bảo cho chị cách làm sao để có thể luân chuyển tài chính là financial rotation và currency transaction là giao dịch tiền tệ nữa. Và em thấy là để làm một chuyên viên ngân hàng thì thật sự không hề dễ dàng một chút nào, bởi vì mình phải luôn tập trung cao độ để mà xử lý những con số và tránh những cái finance risk là những cái rủi ro tài chính không đáng có. Đúng rồi đó, nhưng dù là vì thế thì chị vẫn có đam mê và muốn thử sức mình với công việc này. Thank you for your useful sharing. Thanks to you, all the audience can know more about the vocabulary related to the banking and finance major. And now, before the end of the program, can you share more about your feelings to all the audience? Today, I feel very happy to come here to meet and share my knowledge and new English vocabulary with the audience. On behalf of the program, once again, I would like to thank you for taking the time to come to Miss World today, and I hope you to study well and always be successful with your choices. And now, goodbye and see you next time! Dear friends, let's look over the words we learned through a small game together. Let's review. On the screen, will appear two columns, A and B. Column A will have 8 English letters of today, and column B will contain definitions. Viewers will have 10 seconds to match the words with their meanings. Did you understand the rules of the game? And now, let's get started. Is over. Let's see how many words we got right. Banker, chuyên viên ngân hàng. C.
Savings account, tài khoản tiết kiệm, personal account, tài khoản cá nhân. Account statement, sao kê tài khoản. Cash dispenser, máy rút tiền. Financial rotation, luân chuyển tài chính. Currency transactions, giao dịch tiền tệ. Finance risk, rủi ro tài chính. Dear friends, today's episode has ended and I'm Miss Guo Quyen-an. Please look forward to our next journey at 8 p.m. on Vanlang TV every Thursday. And now, goodbye and see you next time!